Các nguồn tin của Aviapro cho hay, hiện các chiến binh Wagner đang tích cực tham gia vào hoạt động trên chiến trường cùng các lực lượng khác như Amat và Redut. Lực lượng đặc nhiệm Amat trực thuộc lực lượng vệ binh nga có trụ sở tại Chechnya thuộc nga, trong khi đó Redut cũng do bộ quốc phòng nga kiểm soát và từng có kinh nghiệm tham chiến ở Syria. Cả hai lực lượng này được cho là đều đang tham chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, có nguồn thông tin cho rằng Redut đã đưa ra các điều kiện phúc lợi hấp dẫn hơn để chiêu mộ các tay súng Wagner, bao gồm tăng lương và chế độ cho cựu binh. Tuy nhiên theo Aviapro, Wagner có thể được sáp nhập vào lực lượng vệ binh Nga mà vẫn giữ nguyên tên, biểu tượng và cờ nếu thông tin trên được xác nhận. Điều này sẽ cho phép Wagner chính thức hoạt động theo nhiều hướng khác nhau. Kế hoạch sáp nhập Wagner dưới sự chỉ huy của lực lượng vệ binh Nga sẽ đi kèm với việc ký kết hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng nước này, cũng như được cung cấp gói bảo trợ xã hội đầy đủ cho các chiến binh. Việc này sẽ cho phép Wagner không chỉ tiếp tục hoạt động ở các khu vực thông thường, mà còn có thể quay trở lại chiến trường Ukraine. Cũng theo AVA Pro, các cuộc đàm phán về khả năng sáp nhập gần đây đã được tổ chức giữa người đứng đầu lực lượng vệ binh Nga và đại diện của Wagner nếu quá trình đàm phán thành công đây sẽ là bước đi quan trọng trong việc tận dụng kinh nghiệm chiến đấu của wagner hiện lực lượng vệ binh nga và wagner chưa bình luận về thông tin trên